Ok anh em, thì trên tay mình đang là viên pin Mavic Air Zin ha, và viên pin này nó đã bị khóa rồi, không còn lên nguồn nữa. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em một cái lý do mà theo mình á là cái viên pin Mavic Air này nó không bền. Và cho dù là anh em có cố gắng độ chế hay là thay thế hay là làm bất kỳ cái gì đi chăng nữa thì cái cục pin của Mavic Air này nó cũng sẽ không bao giờ bền được nha anh em. Nó sẽ không bao giờ bền được nha. Rồi ok anh em. Có hai lý do mà mình sẽ chia sẻ ngay với anh em về cái vấn đề là viên pin Mavic Air này nó không bền. Bây giờ mình sẽ nhìn vào thông số của viên pin, anh em có thể thấy nó là viên pin có dung lượng 2375 mAh, 1,55V nha, và điện áp sạc đầy tối đa là 13.2V. Thì có hai cái, thứ nhất là sạc và thứ hai là xả. Về phần sạc trước đi. Về phần sạc thì trên cái cục sạc của cái viên pin Mavic Air này nó có ghi cái thông số dòng sạc tối đa mà cái cục sạc nó có thể đáp ứng là 3,8A nha anh em, 3,79 thì coi như là 3.8A, tức là dòng sạc tối đa mà cục sạc có thể sạc cho viên pin này là 3.8A. và 3.8A là một dòng sạc rất là nhanh nha anh em, sạc rất nhanh. Cái vấn đề phát sinh ở đây đó là sao, tức là viên pin Mavic Air này nó sạc quá nhanh. Vì sao vậy? Vì dung lượng của viên pin là 2375, tức là khi chúng ta sạc nhanh, thông thường khuyến cáo của nhà sản xuất pin và cell pin thì họ sẽ khuyến khích anh em là sạc nhanh tối đa. Tối đa nha, nên dừng lại sẽ là 1C tương đương C là dung lượng, và 1C tức là tương đương là 1 nhân cho dung lượng. Ở đây chúng ta có dung lượng là 2375, thì 1C tương đương nó sẽ là 2.37A. Tức là nếu anh em sạc nhanh thì anh em chỉ nên sạc tối đa dừng lại ở mức 2,37A. Nhưng cái cục sạc Zin của Mavic Air thì nó lại sạc lên tới 3.8A, và như vậy thì nó đã vượt mức 1.1C ha, đã vượt mức 1C và nó đã đạt tới cái mức theo mình là gần 1,5C nha. Và như vậy thì tốc độ sạc đó sẽ là tốc độ sạc rất rất là nhanh. Và khi anh em biết là khi chúng ta sạc nhanh á thì cái pin của chúng ta sẽ nhanh chóng bị suy giảm chất lượng và rất là nhanh bị phù nha. Cái này đó là điều chắc chắn luôn. Loại pin nào, loại cell pin nào nó cũng thế thôi nha. Anh em sạc quá nhanh thì nó sẽ rất là nhanh xuống cấp và nhanh phù. Đó. Và tại sao nhà sản xuất người ta lại làm ra một cái cục sạc nhanh đến như vậy? Thì cái gì cái nó cũng có lý do. Đơn giản là cái con Mavic Air nó có cái thời gian bay rất là kém anh em. Anh em chỉ bay được khoảng hơn 10 phút là anh em sẽ bị hết pin. Và để khắc phục được cái tình trạng mà pin nó nhanh hết như vậy á, thì nhà sản xuất đã tìm ra cái giải pháp, đó chính là tăng tốc độ sạc nha. Thì tăng tốc độ sạc thì anh em sẽ có được nhiều cái thời gian trải nghiệm chơi hơn. Tại vì là nếu mà thời gian xài nó đã nhanh rồi mà tốc độ sạc nó còn chậm nữa thì anh em sẽ sạc rất lâu, chơi rất mau hết, và như vậy thì trải nghiệm nó sẽ rất là tệ. Cho nên là nhà sản xuất đã cố đẩy cho nó sạc nhanh lên nha, để bù lại cái thời lượng bay của nó thấp nha. Đó là lý do của nhà sản xuất. Là đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai là vấn đề về xả. Vấn đề về xả của pin thì cái con Mavic Air này nó có một cái body nó khá là nặng, nó khá là ăn pin nha. Và như vậy thì nó sẽ làm cho cái cell pin ở bên trong nó xả với cái cường độ rất là lớn nha. Và như vậy thì khi mà một cái cell pin nó có cái cường độ xả nó lớn, nó cũng sẽ làm cho cái cell pin của chúng ta suy giảm chất lượng rất là nhanh và cũng nhanh chóng bị phù hơn nha. Với cùng một cái dung lượng như nhau, chẳng hạn như mình nói bây giờ là cái cùng một loại dung lượng, cùng là 3500 đi, 3500mAh đi, thì trên một cái body E2 nó có thể bay được 30 phút, nhưng mà trên cái body của Mavic E1 thì nó chỉ bay được khoảng hơn 20 phút một chút. Thì như vậy rõ ràng là cái con Mavic E1 nó tiêu thụ năng lượng nhiều hơn, và khi nó tiêu thụ năng lượng nhiều hơn thì bắt buộc cell nó cũng phải làm việc nhiều hơn, và suy ra là cái cell của nó sẽ không bền. Và cuối cùng, sau khi nói hết các lý do để khiến cho cái viên pin của Mavic E1 không bền, thì chúng ta có cái giải pháp nào để khắc phục được chuyện này hay không? Thì xin thưa với anh em là sẽ không có cách nào để khắc phục được tình trạng này. Bởi vì giả sử trường hợp đầu tiên là cái trường hợp sạc nhanh đi, chúng ta sẽ khắc phục bằng cách nào? Chúng ta sẽ thay cell dung lượng cao hơn, chúng ta cấu hình giảm dòng sạc xuống, vân vân. Thì chúng ta chỉ áp dụng được một cái cách, một cái phương pháp duy nhất, đó chính là thay cell dung lượng cao hơn. Thay cell dung lượng cao hơn thì nó có ý nghĩa gì? Nó có ý nghĩa là khi cái cell dung lượng ta cao hơn thì cái dòng sạc chịu đựng của cell nó cũng sẽ cao hơn. Ví dụ như chúng ta thay cell của con E1 này bằng cell của Mavic E2 với dung lượng là 3580, thì cái cell đó nó sẽ chịu được cái dòng sạc tối đa cao hơn. Cái cell này là 2375, là cell Zin nó sẽ chịu được 2,37A. Còn cell 3580 của E2 thì nó sẽ chịu được là 3,58A nha. Thì nó sẽ chịu đựng được cao hơn. Như vậy thì khi mà cái cell dung lượng cao hơn, dòng sạc nó chịu đựng cao hơn, thì tốc độ sạc của nó so với thằng này nó sẽ là chậm hơn, đúng không? Nó sẽ chậm hơn. Nhưng
với cái sạc zin của Mavic Air thì nó sạc tới 3.8A thì nó vẫn vượt quá 1C, tức là vượt quá 3580, tức là 3.58A đó, 3.58A thì 3.8 nó vẫn vượt 1C ha, và làm cho cái xe Mavic Air2 nó cũng vẫn kém bền nha, nó vẫn kém bền như thường nha. Rồi bây giờ với thời điểm năm 2024 thì chúng ta có cái xe của Mini Baro với dung lượng là 3850. Với cái xe 3850 thì chúng ta sẽ có dòng sạc tối đa là nhiêu? Theo lý thuyết 1C sẽ là 3.85A và nó vừa đủ ha, nó vừa đủ với cái tốc độ sạc của cái cục sạc zin của Mavic Air là 3.8A nha, nó vừa đủ 1C. Nhưng mà lúc này nó lại phát sinh một cái lý do này nó không đến từ cái việc mà chúng ta nghĩ là 1C trên sale. Với cái sale của Mini 3 Pro anh em, theo thông số của nhà sản xuất thì sạc nhanh tối đa sale của Mini 3 Pro nó chỉ đáp ứng là 0.8C thay vì 1C nha, 0.8C. 0.8C thì nó sẽ dưới 3.8A anh em. Nó sẽ rơi vào khoảng 3.6A thôi. Và 3.8A của cái cục sạc Mavic Air nó vẫn vượt quá cái tốc độ sạc nhanh của cái cell 3850 của Mini 3 Pro nha. Nhưng mà nó sẽ đỡ hơn, nó sẽ bền hơn một chút, bền hơn thêm được một chút nữa so với cái cell của Mavic Air 2 nha. Và về cấu hình giảm dòng sạc thì sao? Thì chuyện này nó cũng không thể luôn anh em. Viên pin Mavic Air 1 là một trong những cái viên pin không thể cấu hình giảm dòng sạc được. Tức là cục sạc chúng ta có tốc độ sạc bao nhiêu, có dòng sạc bấy nhiêu thì cái cục pin nó sẽ nhận đúng bấy nhiêu, chứ nó không thể cấu hình giảm giống như các loại pin khác. Giả sử như cục pin của Mavic Mini, tất cả các dòng Mavic Mini chúng ta đều có thể cấu hình để giảm tốc độ sạc. Nhưng riêng cái con Mavic E1 này chúng ta sẽ không thể cấu hình giảm được tốc độ sạc của nó nha. Anh em có cấu hình gì đi chăng nữa thì nó vẫn sạc đúng với cái công suất của cái cục sạc zin của nó, nên nó sẽ không bao giờ giảm. Ví dụ như anh em cấu hình sạc cho cái cell này là 1A. Mình nói ví dụ anh em biết cấu hình á, anh em làm pin, anh em sửa pin, anh em biết cấu hình, anh em giảm cho nó về 1A chẳng hạn thì nó vẫn nhận 3.8A chứ nó không có nhận 1A nha anh em. Đó. Mình đã thử rất là nhiều lần và không thể nào làm giảm được cái tốc độ sạc của cái pin pin Mavic E1 này nha. Và khi chúng ta không thể giảm được tốc độ sạc thì cái cục pin Mavic E1 này nó cũng sẽ rất là nhanh bị chai, rất là nhanh bị phù, rất là nhanh bị xuống cấp. Đó. Còn về vấn đề xả thì chúng ta sẽ không thể là khắc phục được, tại vì là con Mavic Air nó ăn điện quá nhiều nha. Nó ăn điện quá nhiều về mọi thứ luôn, về máy móc phần mềm các thứ, nó đều gây ra cái việc ăn điện quá nhiều trên cái body Mavic Air, và vấn đề này chúng ta sẽ không thể khắc phục được. Và nói chung quy lại hết tất cả các vấn đề mà đang tồn tại trên Mavic Air thì có thể thấy là anh em cố gắng làm gì đi chăng nữa thì con Mavic Air này nó cũng sẽ không bao giờ bệnh nha. Cho dù là anh em có thay cell 18650 hay là cell 21700, tức là những cái cell pin mà bằng sắt đó, nó sẽ pin tròn hình trụ bằng sắt không bao giờ phù, tại bằng sắt thì làm sao phù được. Đó, thì cho dù có thay cái cell đó đi chăng nữa thì hai cái vấn đề mà mình nói trên, đó là vấn đề sạc và vấn đề xả, anh em vẫn không thể khắc phục được nha. Nó vẫn sạc quá nhanh, với những cái cell bằng sắt mà việc sạc quá nhanh thì nó không gây phù nhưng mà nó sẽ gây suy giảm chất lượng rất là đáng kể luôn nha. Ví dụ như cell 18650 Sony VTC6 đi, với cái dung lượng là 3000mAh thì dòng sạc tối đa của nó cũng chỉ là 3A, và cục sạc zin thì sạc tới 3.8A thì sẽ vào khoảng 20 chu kỳ sạc thôi là cái pin nó sẽ xuống cấp, trông thấy rõ luôn. 20 chu kỳ sạc anh em rất là ít, là cái xe pin 18650 Sony VTC6 là suy giảm chất lượng cực kỳ nghiêm trọng luôn nha. Và với xe 21700 đi, ví dụ anh em có xe 21700 mà dung lượng khoảng 4000 hoặc 5000mAh thì nó sẽ đỡ suy giảm chất lượng hơn, sẽ đỡ suy giảm chất lượng hơn ngay. Nhưng mà cơ bản vì cái pin sắt nó nặng thì nó sẽ bị hao hụt ở cái phần mà chúng ta xả, tức là khi chúng ta xả thì cái trọng lượng của cái máy nó lớn á, nó sẽ làm cho cái dòng xả trên viên pin nó rất là cao, và cái cục pin nó cũng sẽ bị giảm chất lượng rất là nhanh nha. Nói chung là cục Mavic Air này mình đã không thể nào tìm ra được bất kỳ giải pháp nào khác. Nếu như anh em sử dụng những cái phụ kiện zin trong máy ha, chúng ta sẽ không thể khắc phục được bất kỳ chuyện gì về cái độ bền của pin Mavic Air này nha, sẽ rất khó cải thiện. Trừ khi anh em sử dụng cục sạc for, cục sạc low với cái dòng sạc thấp hơn, và khuyến nghị là dòng sạc dưới 2.5A nó sẽ giúp cho cái pin này nó bền hơn rất là nhiều nha anh em. Phải dưới 2.5A nha, tại vì là cái cell Mavic E2 với cái pin là Mavic E2 và cục sạc zin của Mavic E2 DJI giới hạn nó ở 2.4A nha, chỉ sạc nhanh tối đa là 2.4A, và thực tế là cục pin của Mavic E2 thì nó rất là bền, nó bền hơn rất là nhiều nha, do là tốc độ sạc của nó chậm hơn nha, dưới cái mức sạc nhanh là 1C luôn nữa. Đó, nó chỉ có 2.4A thôi, làm cho viên pin rất rất là bền. Và cái body của Mavic E2 nó cũng lại ít ăn điện hơn, nó ít tiêu thụ năng lượng hơn, đó, dẫn đến cái viên pin nó sẽ bền. Đó, còn E1 thì những nguyên nhân mình đã kể ha, nó đều là những cái nguyên nhân gây suy giảm tuổi thọ và chất lượng của cell, sẽ không có cách nào hết nha anh em.
thật sự là hết giải pháp, không còn giải pháp nào nữa cho Mavic E1. Chia tay, giúp.